tương lai liên bang phương diện có thể hay không? Hai thần các chùa khoát tay áo nói, tay trái phải rõ ràng trước mặt, đường môn cùng xử lý các từ trước tới giờ không sẽ lùi bước, đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta thành lập hạm đội mục đích là cái gì, cũng không phải là vì muốn tranh đoạt quyền lực, mà là tại thời điểm cần thiết bảo hộ nhân loại, bảo hộ đấu la đại lục, bại lộ về sau liên bang tự nhiên sẽ đối với chúng ta càng thêm kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại cũng không phải do bọn hắn, càng không phải do chúng ta, liên quan như bọn họ nghĩ muốn thế nào, đó cũng là chuyện chiến tranh sau thắng lợi sự tình, mà khi đó sẽ như gì hiện tại người nào cũng không nói được. Chúng ta không thể lùi bước, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Tất cả mọi người tùy theo ngồi ngay ngắn. Su Lê Khắc vạn tuế, đường môn vạn tuế. Chúng ta đến với Thiên Hòa Tinh. Chiến trường bao trùm phạm vi đang ở trở lên càng lúc càng lớn, bởi vì đang ở do càng ngày càng nhiều thâm hồng chi vực sinh vật nơi trên mặt đất. Thiên Hòa Tinh tại trong quản lý phương diện đúng là tương đương yếu tố. Trước tiên sơ tán dân chúng, quân đội phong tỏa những cái kia hồng sắc quang trụ hạ xuống khu vực, tổ chức xây dựng trận địa, ngăn cản thâm hồng chi vực sinh vật xâm nhập. Hỏa lực uy lực tại thiên thiền Thiên Hòa Tinh bản thân, cường giả gia nhập miễn cưỡng chặn lại thâm hồng chi vực thế công. Trên bầu trời, năm đại long kỵ sĩ trấn tràng không cho thâm hồng chi vực những cường giả kia có hạ xuống cơ hội, thậm chí sẽ thường xuyên đem những cường giả này đánh tan. Thế nhưng vấn đề ở đây là cái này một chút thâm hồng chi vực sinh vật bất tử đặc tính khiến cho lòng kỵ sĩ nhóm cũng có chút thúc thủ vô sách. Bọn hắn mặc dù có thể đánh tan đối thủ, lại cũng không có thể nào đem chân chính hủy diệt. Có điều có thể phát hiện chính là mặc dù không thể nào đem những cường giả này hủy diệt, có thể thâm hồng chi vực những cường giả này tại trong tử vong về sau coi như khôi phục cũng sẽ so với lúc mới đầu muốn có vẻ không bằng. Rõ ràng muốn chân chính khôi phục lại siêu thần cấp cấp độ trình độ cũng không là một lần là xong sự tình. Tình huống như vậy tạm thời vẫn là có thể tiếp nhận. Năm đại lòng kỵ sĩ kéo dài năng lực chiến đấu cũng là tương đương mạnh. Thâm hồng chi vực to lớn màu đỏ sẫm cùng điện bên trong, thâm hồng chi mẫu ngồi ở chủ vị trí trên cao. Tại nàng phía dưới hai bên, thân ảnh tầng tầng mấy chục trên trăm vạn thân ảnh nằm sạp trên mặt đất. Trong đó khá cao một đạo thân ảnh cung kính nói: Mẫu thượng, chúng ta vì sao không trực tiếp phá hủy nơi này, lấy được cho chúng ta mong muốn đồ vật? Chúng ta đang chờ cái gì? Thâm hồng chi mẫu thản nhiên nói, tại đại viện quân thứ ta muốn cho tới bây giờ đã không phải là bọn hắn cho là ta mong muốn. Một viên không có linh hồn sinh mệnh chi hạch liền có thể để cho chúng ta triệt để hoàn thành thuế biến sao? Bọn hắn mong muốn dây dưa, mong muốn thiết chế chiến trường liền tùy vào bọn hắn. Tương kế tiểu kế để bọn hắn cho rằng chúng ta đã lâm vào kế hoạch của bọn hắn bên trong. Đây, đến chiến tranh bao phủ toàn bộ, bọn hắn liền sẽ biết chúng ta chân chính muốn là cái gì. Ngoại trừ nằm dạp trên mặt đất những thân ảnh kia bên ngoài, còn có một số thân ảnh đã đứng đấy, chẳng qua là thân hình của bọn hắn bao trùm tại màu đỏ sậm trong sương mù, thấy không rõ lắm. Trong đó một đạo thân ảnh cùng kính nói, tràn ngập trí tuệ thâm hồng chi mẫu, quyết định của ngài chính là ý chí của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Được rồi, thâm hồng chi mẫu nhẹ nhàng gật đầu, nhận lời chuyện của các người nhất định sẽ làm đến, làm tốt các người an phận sự tình liền tốt, thiên long tinh bên kia có thể có động tĩnh. Trước mắt còn không có động tĩnh gì nhưng khẳng định là đã biết được bên này chiến trường tình huống. Theo Long Mã buổi đầu xà lớn đến xem, lần này là Thiên Long Tinh liên thủ với Thiên Mã Tinh, chung nhau hố Thiên Hòa Tinh. Chúng ta muốn không phải nghĩ biện pháp lôi kéo Thiên Hòa Tinh, cũng là một chỗ trở thành ngày giúp đỡ. Thâm hồng chi mẫu thản nhiên nói, không cần, Thiên Hòa Tinh là không thể nào đi theo bước tiến của ta. Cái loại này ỷ lại tại sinh mệnh năng lượng chủng tộc là sẽ không thỏa hiệp, ta cũng không cần bọn hắn thỏa hiệp, cùng một chỗ thuận phệ đi. Ta tích lũy nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mới cuối cùng quyết định hành động, lần này chỉ có cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chúng ta muốn chờ đợi có một mấy cái cơ hội, một khi mấy cái này cơ hội hoàn toàn hoàn thành, như vậy liền là đem lòng mã tinh hệ nắm giữ trong tay, hoàn thành cuối cùng thăng hoa cơ hội, tiếp tục tiến công tăng cường một chút độ chấn động cho bọn hắn điểm áp lực. Rõ! Ở phía trên bầu trời, trung trí sương trong tay long thường lấp lánh, một lần lại một lần đánh lùi hắc hoàng vây công. Cái này hắc hoàng thực lực đã không kém hơn lòng kỵ sĩ, mà lại xảo quyệt dị thường, lại thêm có bất tử đặc tính, còn như là mạnh mẽ dùng thần thức đi phá hủy nàng, cũng là một kiện rất khó làm được sự tình. Mà trung trí sương ban đầu mục đích cũng là vì đem chiến trường triệt để lưu lại lừa này một bên, cũng không vội ở bùng nổ, chẳng qua là cùng nàng tiến hành kéo dài không ngừng chiến đấu. Lúc này thì vị này thượng quang lòng kỵ sĩ nghĩ càng nhiều, là thâm hồng chi vực mục đích. Mặc dù bây giờ chiến trường cục diện rộng rãi cuồn cuộn, có thể thâm hồng chi vực chỗ cho ra là áp lực kỳ thật cũng không phải rất lớn, coi như là Thiên Hòa Tình cũng rõ ràng là có không ít át chủ bài còn không có lấy ra. Thâm hồng chi vực đây là đang chờ cái gì?
bọn hắn sống như cũng không nóng nảy, cái này nhường lá bài tẩy của chúng mình căn bản không cần xúc lên. Chiến tranh đã là so đấu thực lực, cũng là so đấu chiến lược chiến thuật. Không thể nghi ngờ, Thâm Hồng Chi Vực mục đích cuối cùng nhất chính là thuần phệ đầy đủ khổng lồ, đồng thời có đầy đủ cấp độ sinh mệnh năng lượng hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Nhưng nó muốn thế nào tiến hành lại không nhìn thấy dấu hiệu. Long mã song tinh bản vị một thể, long tộc cùng với thiên mã tộc hình thành liên quân rất cực kỳ là cường đại, tọa trấn song tinh phía trên, cho nên nơi này chính là Thâm Hồng Chi Vực hàng đầu mục tiêu. Thiên dưỡng hạch tầm đủ để hấp dẫn bọn hắn lực lượng chú ý. Có thể trước mắt đến xem, Thâm Hồng Chi Vực lại giống như là cũng không có đặc biệt khát vọng mãnh liệt như vậy, cũng không có loại kia muốn phô thiên cái địa hủy diệt hết thảy ý tứ, ngược lại là tại chậm chậm cầu chi. Đương nhiên thì dạng này cũng là có hiệu quả, thiên hòa tinh phòng ngự đã làm rất khá, nhưng vẫn là có chiến sĩ tại tử vong, có bình dân bị tàn sát, không kịp rút lui dân chúng chết tại trong tay của địch nhân, mà những Thâm Hồng Chi Vực đó sinh vật rơi trên mặt đất về sau liền sẽ trắng trận phá hư hết thảy có sinh mệnh năng lượng tồn tại. Thực vật sinh vật đều là như vậy, cái này một chút sinh mệnh năng lượng liền sẽ đường tự theo lấy bọn chúng phá hư, chậm chậm hướng trên không bay lên. Hắn có thể cảm giác được một phần trong đó sinh mệnh năng lượng bị thiên hòa tinh bản thân thu hồi, điều này hiển nhiên là thiên hòa hoàng bên kia có chỗ làm nguyên nhân, nhưng còn có một bộ phận lại làm mạnh mẽ bị trên không trung Thâm Hồng Chi Vực cướp đoạt. Trước mặt đến xem, lúc này là còn không tính nhiều, thế nhưng tiếp tục kéo dài, thiên hòa tinh cũng sẽ bị từng giờ từng phút tiêu hao mãi đến cuối cùng sụp đổ. Thâm Hồng Chi Vực sau khi xuất hiện, thần trí của hắn vẫn tại quét hình vị diện này, đi cảm thụ Thâm Hồng Chi Vực đặc biệt. Thâm Hồng Chi Vực tồn tại mới khiến cho những sinh vật kia có được bất tử đặc tính. Muốn chân chính chiến thắng Thâm Hồng Chi Vực, có được phá hủy hắn bản thể năng lượng mới là trọng yếu nhất. Tại trước mắt của hắn cảm giác bên trong, Thâm Hồng Chi Vực là một mảnh mình mông năng lượng hải dương, là một loại hủy diệt cùng với sáng tạo tại không ngừng luân chuyển năng lượng tràng. Bọn hắn lực lượng ngoại lai tiến vào bên trong, tiếp theo sẽ lập tức đối mặt với khí tức hủy diệt, cho dù là thần thức ở bên trong cũng sẽ bị hủy diệt và thôn phệ. Mà thuộc về Thâm Hồng Chi Vực năng lượng của mình, tại bên ngoài phóng thích ra Thâm Hồng Chi Vực sinh vật, sau khi chết năng lượng trở về, do hủy diệt chuyển thành sáng tạo, một lần nữa được trao cho thôn phệ chi lực của mới sinh mệnh lực lượng, lần nữa vùi đầu vào trong chiến tranh. Đây là một cái tuần hoàn, một cái nhìn qua khó giải tuần hoàn. Còn có chính là thông qua cảm giác, Thượng Quang Long kỵ sĩ phát hiện Thâm Hồng Chi Vực vô cùng vững chắc, nhất là nội bộ khu vực hạch tâm, thậm chí của hắn căn bản tìm kiếm không đi vào. Ở trong đó giống như có được vô cùng kiên cố thế giới, vững chắc căn bản không có bất cứ cơ hội nào tồn tại. Mong muốn dung chuyển Thâm Hồng Chi Vực trước mắt đến xem, căn bản không có một cơ hội nhỏ nhòi nào. Sở dĩ Long tộc lựa chọn khiến cho hắn đến đây cũng là bởi vì thần trí của hắn đủ mạnh, sơ bộ tiếp xúc là Thâm Hồng Chi Vực, tìm kiếm rõ ràng Thâm Hồng Chi Vực tình huống đối với Long Mã Liên Bang tới nói cũng là 10 phần trọng yếu. Có thể trước mắt đến xem, mong muốn đem tất cả những thứ này tìm kiếm rõ ràng cũng không là một chuyện dễ dàng. Trung Chí Dương không có chút nào, bởi vì hiện tại Thâm Hồng Chi Vực không thể một thoáng liền đánh tan thiên hòa tình phòng ngự mà phớt lờ. Ngược lại là càng tìm kiếm càng có thể cảm nhận được Thâm Hồng Chi Vực mạnh mẽ. Cái này dùng thuần phệ làm có thể vị diện cực kỳ vững chắc, nội bộ hạch tâm kiên cố vô cùng, không phải tinh cầu loại kia kiên cố, nhưng là hoàn toàn do năng lượng ngừng tụ tập hợp thể. Nhiều năm như vậy lắng đọng, mặc dù cái loại này vị diện nhất định là hướng đi hủy diệt, có thể Thâm Hồng Chi Mẫu hiển nhiên là tại chính xác con đường bên trên, đi không khoảng cách ngắn, củng cố lấy Thâm Hồng Chi Vực bản thân ngưng tụ, coi như là tương lai muốn hủy diệt hiện tại đến xem cũng còn xa xôi vô cùng. Cái này cũng càng ngày càng khiến cho hắn nhận thức được Thâm Hồng Chi Mẫu là chỗ cường đại. Đang ở Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương một bên suy nghĩ một bên thời điểm chiến đấu, đột nhiên thì chung quanh màu đỏ sậm giống như trở lên trên sáng mấy phần, cái kia từng đáo rơi trên mặt đất cột sáng đột nhiên biến bắt đầu phát sinh biến hóa. Cột sáng bản thân cũng không có tăng cường nhưng lại đang nhanh chóng cải biến vị trí, rơi xuống từ trên không cột sáng phân loại di chuyển, không có bất kỳ cái gì quy luật. Cái này rời một cái động phiền toái phiền lớn, nguyên bản là đã xây dựng trận địa lập tức mất đi mục tiêu, mà không có xây dựng trận địa địa phương lại muốn nghênh đón công kích. Đang chỉ huy ứng đối thiên hòa thủ tướng sắc mặt đại biến, dồn dập la lên, thiên hòa vụ sự thứ nhất, thứ hai, quân đoàn thứ ba xuất chiến. Từng đoàn kim sắc quang mang bắt đầu theo mặt đất bên trên nở rộ tới. Cái kia từng đạo đạo quang mang hóa thành từng cái lồng ánh sáng màu vàng, đồng thời di chuyển nhanh chóng, kim sắc quang mang bắt đầu bao trùm tại phạm vi càng lúc càng lớn, bảo vệ vị trí trọng yếu, ngăn cản Thâm Hồng Chi Vực sinh vật hạ xuống.
Cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện mỗi một cái lồng ánh sáng màu vàng bên trong đều có một tên người mặc màu vàng kim trường bào, cầm trong tay pháp trượng, người thấp nhỏ thiên hỏa tộc, người chung quanh thân thể tản mát ra tường đạo quang văn, mỗi một cái quang văn đều là một cái ký hiệu, rất nhiều màu vàng kim quang văn tổ hợp lại, hướng ra phía ngoài khuếch trường hóa thành từng cái lồng ánh sáng màu vàng, treo chống một mảnh phòng ngự. Ngay tại lúc này, thiên hỏa tộc cũng không đoái hoài tới hoàn toàn đi phòng hộ,